Công an tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết, hôm nay sẽ khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng, hai nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến để điều tra về tội danh giết người cướp tài sản. Đây là vụ án được dư luận hết sức quan tâm bởi có đến 6 người trong một gia đình bị thảm sát với hành vi của các nghi can rất tàn độc dã man. Đến thời điểm này, Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đã khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, để hai nghi can này nhận tội là cả một quá trình đấu tranh gian nan của ban chuyên án. Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tiến hành điều tra nghiệp vụ làm rõ vụ án và sớm đưa hai đối tượng ra xét xử nghiêm minh.